Xin chào anh em. Hôm trước anh em ạ, mình mới lắp cái bơm tăng áp này dưới nhà cực kỳ khỏe luôn. Có nhiều anh em comment, cũng nhiều anh em góp ý bảo là nếu mà cứ để như thế này một thời gian, những cái ống như thế này này, ống PVC ở trong tường hay là tất cả dưới nhà này, nó sẽ bị áp lực liên tục. Một thời gian sau nó có thể bị bục này, hoặc là nó bị bung những cái chỗ mình gắn keo ở trong tường thôi nha, nó ảnh hưởng này. Sau khi đọc hết comment anh em ạ, có nhiều anh em góp ý bảo là lắp thêm một cái cảm biến dòng chảy này thay cho con gieo lơi. Khi có dòng chảy chạy qua, nó sẽ tự động bật bơm lên. Đó, như vậy là tăng áp không cần dùng một cái van, cái này của mình là van điện nhá, dô le điện đấy, để ngắt áp hoặc là một cái dô le cơ gì đó, thì dùng cái này nó sẽ bền hơn rất nhiều, không có áp lực trong ống. Khi nào có dòng chảy chạy qua anh em ạ, bơm nó sẽ hoạt động thì nó sẽ không nén ở đây. Đó, thì có nhiều anh góp ý mình đã tìm được mua con này, nhưng mà thấy con này nó chỉ có hơn 90.000 thôi anh em ạ. Nó bằng nhựa và chắc chắn độ bền nó cũng khá kém, vậy nên mình quất tiếp một con này. Con này bằng đồng. Đấy, vợ mình đang dùng dưới nhà thì phải, nó đang déo kìa. Con này là cũng 220V anh em nhé, cảm biến dòng chảy và bằng đồng luôn. Con này 290.000, dùng nó xịn hơn luôn anh em ạ. Hai con này mình mua Shopee hết. Đây anh em ạ, cái con đầu tiên này là mình mua 91.000 này, cả tiền ship là 98.000. Ở trên này là, đây, con này 290.000, cả tiền ship là 290.500. Đó, cái này của mình là cái bơm gen 34 nhá, nên là mình sẽ mua một cái gen 34. Cái hồi trước anh em ạ, nhà mình dùng một cái téc này, có dùng mỗi một cái téc 1.000 này thôi. Khi chưa tăng áp này, nước dùng nó yếu nên là nó không bị tốn nước mấy, dùng tha hồ luôn. Nhưng mà từ hôm có cái bơm này nên là nước nó nhanh hết lắm, nên là mình sẽ phải vừa hôm nọ anh em ạ làm thêm một cái téc 3.000 nữa. Ôi, hiện tại chỗ này là 4.000 lít mình mới câu hôm nọ vào đây, tha hồ dùng luôn. Sẽ có nhiều anh em bảo là lắp cái con 3.000 này ở trên mái liệu nó có bị nứt mái hay là bị võng gì không. Mình lắp ở giữa một cái bức tường luôn nhà mình nhá. Chỗ này là một cái phòng ngủ này, ở dưới phòng ngủ nữa, là đây là tên là tầng 3, thì tầng 2 là phòng ngủ của vợ chồng mình. Thì là ở giữa chỗ này mình lắp ở giữa bức tường, giữa bức tường có một cái dầm to, dầm loại 30-30 nhá, đấy, loại vuông đét chỗ này. Và ở dưới nhà nữa sẽ là một cái phòng mà mình làm điện tử thôi nhá, là máy tính các thứ, cũng có một cái bức tường, thì là nó ở giữa này luôn anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ xuống quay cho anh em xem, không anh em lại bảo là lắp ở đây nó có bị nguy hiểm mái không. Mình lắp giữa vào bức tường, giữa dầm luôn đây anh em ạ. Đó, cái dầm thế này, nhà tắm ở dưới tầng 2 này, thì cái téc mình để ở đây. Đó, cái téc để ở chỗ này đến đây. Đây, dưới tầng 1 anh em ạ. Đó, cái dầm nó sẽ đội thẳng xuống dưới này luôn. Chỗ này là phòng cơ khí của mình, trong này là phòng điện tử này. Đó, cái téc nó sẽ từ bức tường ra đến đây. Đấy, hai cái dầm đỡ và hai bức tường thẳng xuống đất này luôn, không thể nào ảnh hưởng gì đến mái được anh em nhé. Hôm mình lắp như thế này anh em ạ, có một số anh em bảo là lắp như thế này thì nước nóng lạnh, à bên phần nóng á, nó sẽ không tăng áp. Anh em hơi bị sai lầm. Đây, cả nhà mình anh em ạ, nguồn tổng, đây là tổng nước ở trên mái xuống nhá. Đây, ống dưới này đều vào hết cả bên nóng lạnh luôn, xuống đến dưới kia bắt đầu mới chia ra bên nóng bên lạnh. Vậy nên là lắp như thế này nó sẽ không ảnh hưởng gì là đến bên nóng bên lạnh cả. Hai bên nó sẽ đều tăng áp như nhau. Để mình xuống thử cho anh em xem. Chỗ này là tầng 2 này. Bây giờ là bên lạnh này. Đó, mạnh như này anh em nhá. Bên nóng này. Đấy. Anh em thấy không? Vẫn mạnh như thế. Đợi một tí cho nước nóng chảy ra đây anh em ạ. Rồi, anh em nhìn này, bốc hơi nghi ngút rồi nhá, nghiêng phát là vẩy ra luôn. Đó, những ông bảo là không tăng áp lực được bên nước nóng thì hơi bị sai lầm anh em ạ. Tại vì mình lắp ở đầu tổng nó vẫn vào mạnh như gì luôn. Đây, đây. Anh em nhìn nước này là biết mạnh như nào rồi nhá. Đấy, nước nóng này, nghi ngút này. Rồi, bốc hơi nghi ngút này. Ui, cầm vào cái vòi sen nó bỏng tay luôn á. Ui, không ổn. Đây, rồi bây giờ mình sẽ thử ở bên chỗ rửa mặt nhá. Đó, bên này là bên nóng này anh em này. Anh em thấy mạnh nghi ngút chưa? À, bắt đầu khói bốc lên này. À, hơi nước. Đấy, đây là giữa nóng lạnh này, nó sẽ mạnh hơn một ít. Nhưng mà bên này nó sẽ không thể nào anh em bảo nó yếu hơn. Làm sao mà yếu được anh em, vẫn như thế này. Tại mình không lắp cái vòi giọt vào đây thôi. Anh em nhìn nước cũng chảy ra là biết lượng nước nó khỏe như nào, hơi bỏng rẫy này. Đấy. Bây giờ mình sẽ xuống tầng 1 thử nhá. Đây là tầng 1 này, mình sẽ thử nóng lạnh cho anh em xem. Đây, bên nóng này. Đó. Anh em thấy vẫn mạnh chưa? Rồi, anh em nhìn này, bắt đầu bốc hơi này. Bốc hơi là anh em biết nước nó nóng thế nào chưa? Đó, đây nha, nước đang bốc hơi này. Đấy, mình sẽ thử cho rửa mặt. Vẫn mạnh như thường luôn anh em ạ. Ui bỏng. Đây anh em nhìn này, nó bốc hơi như này này. Đây, mình sẽ để đây một tí cho vào trong này nhá. Đó, anh em thấy nước nóng được, đây nhìn vào đây. Ui, bỏ hết tay mình rồi. Ui.
tin nhắn lên đây. Đấy, đợi nhận mới bắt đầu bốc hơi nghi ngút này. Nó mạnh hơn bao nhiêu luôn. Bây giờ để sang bên lạnh. Mình thấy nó vẫn tương đối luôn anh em ạ. Đấy. Ui, nó mạnh. Bây giờ mình sẽ thử ở cái chỗ chậu rửa mặt này nhá. Đây, nước nóng này. Đó, vẫn tăng áp mạnh như này luôn. Anh em thấy bốc khi nghi ngút chưa? Bây giờ ra chỗ rửa bát này. Đây, nước nóng luôn. Bên này nóng này, anh em đợi một tí nhé. Bây giờ nước mới ra. Đó, cũng tăng áp như gì luôn anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái con cảm biến dòng chảy này vào thôi. Cái hướng của nó là đầu vào, đầu ra, nó có mũi tên này nhé. Đâu nhỉ? Đây đây, mũi tên đây. Đấy, nước nó sẽ chảy ra như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ phải lắp như thế này này, hướng như thế này. Đó, như thế này. Thì mình sẽ lắp ở đây. Vào đây. Đó, và cái dây này nhá, đấu trực tiếp cắt con dưa le này ra. Đấu vào hai dây này là xong. Đây anh em nhá. Coi như bỏ con dưa le này, vẫn để nguyên xi đây thôi, chúng ta cần cắt dây thôi. Thì đấu vào đây, có nước chảy qua anh em ạ. Thì nó sẽ tự động mở bơm lên. Khi nước đóng nó sẽ tự động ngắt. Cực kỳ tiện luôn. Mình mua con xịn như thế này thì chắc chắn là không phải chê gì điểm điểm gì nữa. Như con nhựa này, mình thấy nhiều anh em bảo là dùng đến 6 7 tháng là nó bị lỗi gì đó. Có thể là tùy anh em dính con đen nó kia thôi. Có anh em mà dùng nó bền mình không thể nào chắc được cái này tại mình chưa dùng. Nên mình sẽ mua con này cho chắc ăn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái ống này tại vì mình thiết kế này hai chiếc con là tha hồ chỉnh sửa luôn. Nối lại cái này mình lùi vào đây một tí, nhấc cái bơm mình lùi ra đây. Vặn cái này vào chỗ này. Đấy, cái đầu này lại vặn vào đây thôi. Cực kỳ tiện. Khi thao tác anh em ạ, tại vì mình đấu hai đường song song như thế này, cực kỳ dễ dàng luôn, không ảnh hưởng đến nước dưới nhà cả. Chúng ta sẽ tút điện bơm này. Đóng cái này vào. Đấy là nước vào, con tăng áp không còn này. Đóng cái này vào. Mở cái này ra. Đấy, mở này ra. Như vậy là dưới nhà dùng nước bình thường, không dùng bên tăng áp gì cả. Chúng ta thao tác sửa chữa gì đó thay thế lắp đặt thêm như tha hồ luôn. Những cái loại này nha, mình thấy trên Shopee nó có 21, 27, 34 đủ hết. Quả mình là 34 nên mình sẽ mua 34. Nó kèm chúng ta thêm hai cái răng như này luôn. Đấy, các bạn chỉ cần để vào đây, vặn vào trong này hoặc là cứ dùng băng gen cho chắc ăn. Ngoài này thì để đây. Đấy, vặn cái đầu này vào. Rồi, mình đã lắp xong. Bây giờ chỉ cần câu vào cái dây dây lây này thôi anh em ạ. Cắt này ra phát câu vào là xong, nhanh gọn. Đó, cắt cái này đi. Nếu anh em nào mà muốn giữ cái này dùng lại thì chúng ta nên bịt hai cái đầu này vào nhá, cho nó đỡ bị nước nôi vào. Trên này còn chống nước này, các bạn cuốn kín nước vào. Mình ở đây có cái này anh em ạ. Cái này gọi là gen con nhiệt, nối dây điện mà nó kèm thiết luôn. Trên Shopee tên nó là cái gì, nối dây điện cái gì nhỉ? Mình chẳng nhớ rõ tên. Để mình lên Shopee tìm lại tên cái này, để link trong mô tả video cho anh em xem. Cái này hồi mình mua mấy nghìn chiếc lận. Ở mỗi một phòng mình hay làm thì mình để một hộp như thế này, tha hồ dùng luôn anh em ạ. Đây anh em ạ, cái tên của nó là đầu nối co nhiệt cho dây điện. Cái này là đầu nối co nhiệt chống thấm nước, tiện dụng này. Hồi mình mua ở bên nước ngoài hết. Đây, đủ cỡ luôn. Mình có thể link trong mô tả video anh em nhé. Đó, như vậy. Bây giờ chỉ cần dùng một cái bật lửa này, các bạn hơ nó sẽ chảy thiết ra như kiểu là hàn luôn. Và hai cái chỗ keo đỏ đỏ này nó sẽ ngăn nước vào. Đấy, như vậy. Tha hồ luôn rồi anh em ạ.
Như vậy là xong rồi, mình sẽ đợi keo nó khô một tí đã. Bình thường nha mọi người, như chưa lắp cái công tắc cảm ứng dòng chảy đúng không, thì nó sẽ không có áp ở đây. Chúng ta cần cắm điện vào phát thôi là nó sẽ chạy bơm. Nhưng mà hiện tại mình đã đổi qua cái này, cắm bơm không chạy này. Đó, hay phết đấy nha mọi người. Chỉ cần bây giờ có nước chảy vào đây thôi thì bơm nó mới hoạt động. Như vậy là trong ống lúc nào nó cũng không có bị áp, nó không bị căng ống, không hại ống PVC. Đấy, cực kỳ tiện luôn anh em ạ. Khi mà chưa thay con cảm ứng dòng chảy này anh em ạ, dùng qua con dưa le chịu áp này, đóng mở bằng con dưa le đấy, thì tất cả dưới nhà nhá, vòi sen, vòi rửa bát nào, vòi rửa mặt, nói chung là vòi xịt tất cả luôn anh em ạ, đều chịu áp lực, nó nén rất là hại ống, hại van các thứ luôn. Đấy, cảm ơn nhiều anh em nhé đã góp ý cho mình là nâng cấp lên con cảm ứng dòng chảy này. Mình sẽ đợi nó khô keo để tí thử cho anh em xem. Rồi anh em ạ, keo đã khô rồi. Bây giờ mình sẽ đóng cái này vào này. Đóng cái này. Mở cái này ra. Mở này ra. Đó, nước nó không chảy nhá, nên là nó không hoạt động. Bây giờ mình sẽ điện cho vợ mình để mở phát xem nào. Hiện tại là những cái bơm này nhá, khi lắp cảm ứng dòng chảy này, các bạn ngắt đi, nó vẫn sẽ bơm một tí nữa, nó sẽ có áp ở trong này, nhưng mà một tí nữa nó sẽ tụt áp hết ở trong đường ống luôn. Đó, nhiều anh em lắp cái này đã sử dụng bảo là áp nó không còn trong ống. Khi các bạn cho nước chảy qua thì nó mới hoạt động tiếp. Rồi, gọi vợ mình thử. Đây rồi. Bật thử cái vòi vòi rửa chút rửa tay hay nào. Đây. Đó. Mạnh hơn không? Vẫn thế đúng không? Vẫn mạnh đúng không? Vẫn mạnh chứ luôn. Đóng chưa nào? Đấy, nó sẽ tầm độ 3-4 giây nhưng mà nó mới ngắt. Nhưng mà lúc này nó sẽ tụt áp rồi này. Từ từ nó sẽ tụt áp vào trong ống này. Có nhiều anh em test đã tụt áp là mình. Đáng nhẽ nếu mà những ông bán hàng á, người ta sẽ lắp một cái đồng hồ đo áp ở đây này. Nhưng mà mình dùng thôi, mình không cần test cái đồng hồ đo áp làm gì. Bây thử vòi giặt cho nó đã. Đang chỗ này đang mưa phùn phùn đấy nhưng mà ướt đi điện thoại. Mạnh lắm đúng không? Ừ. Đóng chưa nào? Đóng nha. Đó. Đây nha mọi. Để một lúc là nó sẽ tụt hết áp ở trong ống đi, không còn áp căng nữa. Mình sẽ mở cho anh em xem thử này. Đó. Đấy, bây giờ bắt đầu nước nó mới dồn ra này. Chúng ta đóng lại này. Bây giờ là nó đang ngắt nhá, vẫn còn áp này. Mình sẽ mở cho nó phọt mạnh cho anh em nhìn này. Đấy, xong nó sẽ tụt lại bình thường. Đó, bắt đầu bơm nó lại tăng lên này. Nhưng mà chúng ta để tầm độ nãy mình có thử rồi, tầm độ 10-15 phút gì đó là áp nó sẽ tụt dần. Có khi nãy mình để lâu, có khi chắc mình nghĩ là tầm độ 5 phút gì đó thôi là nó sẽ không còn áp ở trong ống nữa. Đó, như vậy nó sẽ không bị hại cái đường ống anh em ạ. Trong ống nó sẽ không còn áp, không ảnh hưởng gì đến ống nữa cả. Như vậy hôm nay mình đã nâng cấp thêm một cái cảm biến dòng chảy cho con bơm tăng áp này để xem nó có ổn định không anh em ạ. Nếu không thì lại nghiên cứu kiểu khác. Rồi, hẹn lại anh em video sau nhá.